Vào sáng ngày hôm nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ phát động Tháng An toàn vệ sinh lao động lần thứ nhất với chủ đề Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung nhấn mạnh sẽ không vì kinh tế mà đánh đổi sức khỏe, tính mạng của người lao động. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức, nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trong đó có nguyên nhân từ ý thức, kỷ luật lao động kém, kiến thức hạn chế về các nguy cơ mất an toàn từ công nghệ, thiết bị, hóa chất, nguyên vật liệu mới, chất lượng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân chưa đáp ứng yêu cầu. Do đó, trong tháng hành động này, cơ quan chức năng sẽ tập trung thanh kiểm tra về an toàn lao động, đặc biệt là những lĩnh vực có nguy cơ cao để phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động. Năm 2016, cả nước xảy ra gần 8.000 vụ tai nạn lao động, làm trên 8.200 người bị nạn, trong đó 862 người chết, hơn 3.200 trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, cả nước xảy ra hơn 3.000 vụ cháy, làm chết 98 người, 180 người bị thương, thiệt hại vật chất hơn 1.250 tỷ đồng.